để thử ổ cứng này quay nghèo thì hết sức đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn cần vị một cái nguồn máy tính như này, nguồn càng nhiều quá càng tốt. Rồi chúng ta sẽ đấu tắt vào cái chân điều khiển màu xanh dương trên cái trục nó có một sợi dây cáp nhiều nhất của cái nguồn này, thì mình sẽ đấu chập cái cáp màu xanh này với cái dây màu đen. Đây chính là cái dây điều khiển đó, chỉ chạm như này là xong này. Rồi chúng ta câu một đường sang đây. Các bạn lưu ý là cái trường hợp mà chúng ta cắm nó không quay thì chúng ta thử cái chấu khác nhá, tại vì trong nguồn thì có một số cái chấu nó yếu sinh lý đấy. Rồi bây giờ chúng ta cắm điện này. Rồi xem một con nó quay không. Rồi như vậy nó quay rồi. Hít thở lò luôn. Ồ nó quay một lúc nó sẽ dừng. Khoảng 30 giây nó sẽ dừng. Cái này để mài thì rất là tốt luôn. Quay tít nào. Rồi xuất điện nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã thử xong ổ này. Thì lúc nào mình sẽ chế thành cái máy mài cũng khá là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần dán cái miếng giấy ráp này là chúng ta có thể mài được rồi. Quá đơn giản. Rồi, ok. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra lấy cái mặt lá đĩa này. Thì sẽ dùng cái tô vít này. Khó tháo vết đấy. Nó đang xoay xoay như này thì tháo kiểu méo gì nhỉ. Rồi, như vậy mình đã tháo được cái mặt đĩa của thằng này rồi. Cái này mình sẽ để riêng ra để tí nữa mình sẽ khoảng chế một cái gì đấy. Đây. Chính là cái ốc chặn cái trục của nó này. Và đây là mặt đĩa này. Sáng. Cái mặt này mình cũng chưa nghĩ ra để chế cái gì được, cứ để riêng ra đây đã. Rồi mình sẽ thử lắp cái này vào xem nào. Không vừa. Ok, đối với các bạn nào có ý định làm cái máy mài hoặc là máy cắt bằng cái ổ cứng này thì thứ nhất là nếu mà các bạn dùng cái lưỡi có sẵn này thì các bạn sẽ phải cắt sao cho vừa với cái này. Cái thứ hai là các bạn có thể sử dụng cái miếng giấy giáp, các bạn có thể dán luôn trực tiếp trên bề mặt đĩa này thì nó cũng có thể quay được. Còn là những cái này thì chúng ta lại phải cắt ra, cắt nhỏ ra cơ thì mới ấy được. Mình đang tính là mình đang định lấy cái trục này lắp vào máy khoan. Chờ chút mình sẽ lấy một cái máy chết, mình sẽ lấy đây. Xem có chế được một trục máy khoan không? Chế trục máy cắt bằng máy khoan xem nào. Ví dụ đây mình có một cái mạch ổ Samsung, bây giờ mình sẽ tháo này ra để xem có chế được vào máy khoan không. Cái này mình muốn giữ lại này, tại vì con này phần mạch của nó vẫn đang sống. Ui dồi ôi.
Anh sẽ tháo con này. Bây giờ thì nó đang ngỏm. Đây là của thằng sấp sung này. Vẫn còn là ngón châm. Cũng không vừa. Quay nó vướng mất. Ổ này bị tháo ra rồi, các bạn nhìn thấy vết xước rồi. Bình thường là mà ổ nó chưa tháo nó phải trong tinh rồi, ổ này tháo ra rồi. Cái chụp này nó bắt rồi, mấy khoản nó bị chắc luôn đấy. Đây là cái trục của thằng ổ cứng Samsung. Bây giờ các bác xem thế nào để chế được vào mấy khoan được nhỉ? Chỗ này là motor của nó đấy. Cái này phải cắt nè. Chờ chút để mình xem chủ của thằng này xem nào.
Để riêng ấy nhá, lẫn thì tí nữa không lấy được đâu. Chết rồi, mình để tháo mấy cái trục kia rồi.